Cuối năm 18 thì đơn vị tức là triển khai đào chốt dọc tuyến biên giới. Đầu tiên là Trà Lĩnh. Đấy. Nhưng xong cuối cùng là chúng tôi lại bàn giao cho 677 đi vào Quảng Hòa. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại bên sông Bằng Giang và người trò chuyện với chúng ta hôm nay chính là một người mà tôi biết rằng rất nhiều trong số chúng ta, trong đấy có cả tôi nữa, mong đợi. Đó chính là cựu chiến binh Hồ Tuấn. Vâng, em chào anh. Vâng, chào chị. Dạ, trước hết thì em xin cảm ơn anh đã đồng ý để chúng ta có được cái buổi trò chuyện hôm nay. Vâng. Và thưa anh. Vâng. Anh có theo dõi cái kênh Win Win Việt Nam không ạ? Tôi là một người rất hâm mộ cái Win Việt Nam. Bởi vì cái Win Việt Nam xây dựng ra thì đã nói lên, toát lên được cái toàn bộ cái cuộc chiến tranh năm 79 cũng như là từ năm 84 ở mặt trận Vị Xuyên. Là để, dù sao chẳng nữa cũng để cho cái lớp trẻ sau này người ta nắm được về cái cuộc chiến rất là ác liệt mà phía Trung Quốc đã gây lên cho phía Việt Nam chúng ta. Được, em cảm ơn anh. Hỏi anh như vậy là vì em muốn hỏi xem là anh có xem cái video của anh Thái Long viết về cái trận Tà Lùng, trận Khao Chỉa. Và trong đấy thì có một cái nhân vật Hồ Tuấn chính là anh. Vâng. Thì khi biết là anh đã xem cái video của Win Win Việt Nam rồi thì em cũng muốn là một câu chuyện anh Hồ Tuấn, câu chuyện mà anh Thái Long kể thì đó vẫn chỉ là câu chuyện của người kể thôi. Là một người trong cuộc thì anh Thái Long thì kể cái câu chuyện đấy. Nhưng dù sao thì em và em tin chắc rằng khán giả của Win Win Việt Nam vẫn muốn là được nghe anh trực tiếp kể lại câu chuyện của mình. Những ngày ở trên đèo Khao Chỉa. Và đặc biệt rất ấn tượng ở trong em là hình ảnh anh khi mà phải rời cái khẩu súng, cái thứ vũ khí mà mình đã bao nhiêu ngày đêm đó, thì để rời khỏi cái trận địa và là người cuối cùng rời khỏi trận địa, thì cái tâm trạng của em lúc đó em cũng thấy là một phần nào chia sẻ được cái tình cảm, cái cảm xúc của anh, cái tâm trạng của anh lúc đó. Nhưng dù sao em vẫn muốn anh là người sẽ chia sẻ lại những cái điều đó với em và với khán giả của Win Win Việt Nam. Vâng. Đấy. Vâng, kính thưa độc giả, qua chị đã nói và cũng Trang Win cũng đã từng nói. Đấy, thì là anh Thái Long cũng là cái tác giả viết về bản thân tôi trong cái chiến tranh năm 79. Trong 12 ngày đêm giữ đèo Khao Chỉa. Thì cũng xin nói lại mấy độc giả sự việc nó như sau. Cuối năm 78 thì đơn vị tức là triển khai đào chốt dọc tuyến biên giới. Đầu tiên là Trà Lĩnh. Đấy. Nhưng xong cuối cùng là chúng tôi lại bàn giao cho 677 đi vào Quảng Hòa và đóng ở Quảng Hòa và triển khai chốt ở trong Phục Hòa. Và đơn vị lúc đó từ 12/7, vì đơn vị tôi là cũng gần 3 năm chuyên về 12/7, nhưng mà đột xuất lại tự nhiên chuyển trạng thái lại nhận 14/5, trong cái giai đoạn là rất gấp rút, nó vào nhận 14/5 vào trong vòng khoảng 3 tháng thôi là nó xảy ra cái chiến sự ngày 17/2. Đấy. Thì là khi mà cái chiến sự xảy ra thì là đơn vị tôi đã nằm ở trong Phục Hòa. Đấy, và đã tự triển khai các chốt dọc biên giới, tức là cũng giáp từ tiểu đoàn 1 trở về đến Khâu Chỉa là đơn vị là có triển khai, và đơn vị là có 6 khẩu 14/5. Đấy, 6 khẩu 14/5 thì 3 khẩu là trực tiếp đi vào bảo vệ sở chỉ huy của Trung đoàn Bộ. Đấy, lúc ấy đóng ở Bản Chu chứ không phải là Bản Dạ, sau này là rút ra mới là về Bản Dạ. Thế còn 3 khẩu tôi thì lại được sự phân công của trung đoàn trực tiếp đi phối thuộc với bộ binh, tức là bảo vệ bộ binh và chi viện cho bộ binh. Đấy. Thế cái diễn biến cái ngày 17/2 ấy, thì trước đấy thì là bọn tôi là cũng là ăn Tết trước 1 tháng.
Đấy, ăn trước Tết 79 trước một tháng rồi. Đấy, là công tác chuẩn bị. Và tối 16 là đêm 16 là đơn vị tức là họp họp gấp, tức là nhận định là tình khả năng là địch sẽ tấn công, sẽ đánh chúng ta, nhưng cái lực lượng lớn như thế thì là chưa đoán ra thôi, chứ còn khẳng định nó sẽ đánh. Đấy, thì là toàn bộ đơn vị vào cấp 1 và hôm 16 cũng là vác phát đạn. Vì trước không có đạn bao giờ, nhưng 16 là phát đạn. Đấy, thì anh em phải nói là rất phấn khởi. Đấy, vẫn không phấn khởi không phải mà nó thích đánh nhau. Thì là đúng sáng hôm là bọn tôi đóng ở Bản Tràm. Đấy, thì là coi tập thể dục thì là cũng là lúc cái pháo nổ. Bọn tôi vẫn mặc quần đùi, tôi vừa ra sàn, nhưng mà nhà sàn. Ra sàn thì tập trung xuống mặt đất thì là pháo nó nổ, thì đơn vị mà lệnh là bắt đầu triển khai chiến đấu. Đấy, triển khai chiến đấu thì là pháo lúc ấy bọn tôi vẫn để ở ngoài quả hòa chứ không ở trong vùng hòa. Thì là sớm hôm ý thì cũng vẫn có xe ca. Có xe ca thì ông chính viên bảo lệnh cho tôi lấy con ngựa của đơn vị, tức là phi để chặn đầu xe là báo cho cái xe ca đừng có vào. Nhưng con ngựa thì nó lại sợ, nó cũng không nghe đạn pháo bao giờ, nó thấy cái nổ bắt đầu là tôi vừa ra dắt cái mà nó dừng cái mà nó chạy mất luôn con ngựa, vì đơn vị tôi là ngựa để kéo. Đấy, kéo pháo có mấy con ngựa đấy, nhưng mà cuối cùng nó chạy mất hết. Đấy, thế sau khi mà ngựa nó chạy thì đơn vị tôi bắt đầu cũng vừa lúc đó là ô tô của các đơn vị khác nó kéo pháo vào cho tôi, bọn tôi nhận pháo là lúc cái tầm khoảng 7:30 sáng là bọn tôi đã bắt đầu nhận pháo. Nhận pháo thì lệnh 3 khẩu là đi vào Bản Chu, còn 3 khẩu chúng tôi là đi vào sát Cốc Khâu, sát nhà mấy đường. Đấy, là triển khai thì bọn tôi bắt đầu kéo pháo thì khổ là lại phải kéo pháo qua sông. Đấy, qua sông thì lúc nó có cái phà. Đấy, có cái phà bọn tôi đưa pháo sang và đưa ra khỏi sông, bắt đầu kéo dọc theo bờ sông, dùng tay hết. Kéo vào thì là trên đường vào thì là chắc thám báo nó phát hiện được, nó đã giã H12 thì bọn tôi kéo pháo vào thì nó giã H12 thì ở đấy là cái tả ly ở đường ấy. Nó ập xuống còn tôi này, đồng chí Phúc, đồng chí Trường bị lấp. Đấy, lấp đất ấy. Đấy, cuối cùng là ba anh em mới bắt đầu nhau ra, bắt đầu lại kéo pháo chạy tiếp thì đưa lên đồi. Đấy, lên đồi thì lúc bắt đầu là địch nó đang đánh nhà mấy đường rất lớn, nó chạy rất đông vào khu vực nhà mấy đường. Thì bọn tôi cũng vừa nắp pháo xong. Sau xong thì bắt đầu nó đánh ra Cốc Khâu thì vì chỗ nó quan sát rất dễ. Đấy, địch nó đưa xe tăng với ô tô ra rất nhiều. Đấy, thì đồng chí Thức, lính 78, người Tuyên Quang bảo, anh Tuấn ơi bắn đi. Thì tôi bảo bây giờ bắn mới có một hòm đạn mà, bắn là không được. Đấy, mới tiếp được lên một hòm đạn thôi. Đấy, 3 khẩu, nhưng mà mỗi khẩu mới được một hòm. Cái 3 khẩu, 2 khẩu kia nó ở bên cái mỏm đồi bên kia, tôi mỏm đồi bên này. Đấy, thế là cuối cùng là không bắn được. Cái bãi sau nó lên thì nó qua Khóc Khoao, nó ra cái làm bó tờ ấy. Thì là bắt đầu bọn tôi nổ súng. Đấy, nổ súng được khoảng 2 tiếng thì là hết đạn, nên bọn tôi im. Đấy, im thì cuối cùng là đêm hôm mới là 2 giờ đêm thì có liên lạc. Đấy, liên lạc của trung đoàn hay của đâu mọi ông biết, nhưng lệnh là đề nghị là 3 khẩu rút về Khâu Chẻ. Thì bọn tôi bắt đầu thu pháo. Đêm tầm 2 giờ, 2 rưỡi đêm bắt đầu vận chuyển pháo xuống. Kéo lại, kéo dọc sông rồi dốc như thế mà anh em vẫn cứ đưa pháo được xuống. Và là lại kéo ra thì bọn tôi có ra gần đến chỗ cái phà thì nó có lô hò vôi đấy, bọn tôi vứt hết cả áo pháo ở đấy. Đấy, vứt lại, chỉ lấy pháo với đạn không thôi. Vứt lại thì sang thì phà thì lúc cái phà thì nó lại bờ bên kia. Thế là lệnh của ông trung đội trưởng là bắt bảo tôi với ông chí Phúc bơi qua sông lấy phà. Đấy, thế là tôi lại bơi qua sông mà lại dìu cái phà sang này để đưa pháo sang. Sang thì bọn tôi lại kéo thì địch lúc nó đã đến trong vòng Phục Hòa, vì cái toán đi sau đã gặp địch rồi. Thì là bọn tôi mới kéo ra đến đấy, lên đến nơi thì là đã đi vào cái bãi mìn xe tăng, bãi mìn tăng của công binh, nó đã gài đầy đường rồi. Đấy, nó phục, tức là bộ đội ta lúc ấy phục ngay ở chỗ đồi nghĩa trang ấy. Thì nó phát hiện ra bộ đội mình, nó bảo đơn vị nào bảo C-16. Thế bảo để bọn em xuống chỉ mìn gai nhiều lắm thì nó mìn xuống, nó cứ dắt cho mình phải dắt pháo theo chữ chi này. Đấy, thì lên đến đây
bắt đầu kéo qua được bãi mìn. Em xin lỗi đi, nó ở đây là ai? Bên mình đấy. Đấy, bộ đội mình ấy, xây công binh ấy, dạ, là gài mìn hết rồi. Bọn tôi tức là được đơn vị bạn, tức là đơn vị công binh người ta dẫn qua cái bãi mìn đó ấy, thì là cũng chúng tôi kéo pháo được khoảng gần một cây, thì là có hai cái ô tô lại đi từ trong ra. Tức là lúc ấy là vì sau mới biết là khi được lệnh của trung đoàn để gỡ mìn để chở xe thương binh từ trong bản Chu ra. Đấy, thì bọn tôi mới giữ xe lại, bọn tôi ngoắc pháo vào nhờ nó kéo lên chứ không kéo lên gì. Thì là ô tô nó kéo lên cho bọn tôi được lên đến đỉnh Câu Chỉa, là bắt đầu cũng vào sáng thì lệnh bắt đầu lại triển khai lên 310 luôn. Đấy, nó điểm cao 310, thì khi mà lên đến 310 củng cố xong toàn bộ trận địa thì đã làm sẵn rồi, chỉ việc lên đưa pháo vào là tiếp cận trận địa là xong. Đấy, khi mà xong xuôi thì là sáng 19 thì cái chúng tôi nghe tiếng chuông mầm này. Đấy, thì bắt đầu là phát hiện ra tăng bắt đầu nó lên. Đấy, nó nhô lên. Thì cái khẩu của tôi thì khẩu đối diện chính là hướng nó rồi, nhưng mà bắn vào đầu là không có tác dụng. Đấy, bắn vào đầu không tác dụng nữa, mà tôi không bắn, cũng rất gần thôi. Vì trên mỏm này xuống, nó chỉ sượt xuống sườn đồi rất gần. Thế là phát hiện nó được 8 cái xe nó vào. Đấy, 8 xe nó vào thì lúc ấy bắt đầu nó chạy qua dưới trận địa tôi, thì là tôi thấy đồng chí Tiến, người Tuy Lộc có lời đạn mỏ vịt ở đeo ở cổ. Đấy, tôi mới lấy tôi đưa tao, thì tôi xách khẩu AK và của lực lượng tôi chạy xuống để tôi đón cái đoàn xe đấy. Đấy, thì trước đây học xe tăng là có thể ta ném vào tháp pháo được, thì tôi thấy cái thằng đi đầu nó bắn 12-7 là nó bắn thực tế nó, nhưng mà nó nhắm mắt thôi, nó cũng bắn bừa thôi chứ nó cũng không phải mở mắt. Thế tôi mới rút ra để tôi ném câu vào cái tháp pháo đó. Đấy, thì là có cái ấy nó cong quá là không ra. Cái xe đầu nó chạy qua, xe thứ hai nó đến thì tôi rút được chốt, về tôi ném mỏ vịt xuống, vì ném từ trên tà ly xuống đường nó cũng gần nữa mà, chưa chục mét đâu. Đấy, thì là nó nổ nhưng mà không trúng xe, nó chảy hững xuống thì lại dính mẳng, nó văng, ba thằng sơn cước lại ngã xuống, nó rơi xuống, nó hy sinh, nó chết. Nó bám ở xe, nó mặc áo lưới, khó nhìn. Thế tôi khi mà tôi phát hiện ra nó chở thám báo vào, thì tôi mới xe thứ ba nó phát hiện được, nó bắn 12 ly, nhưng mà tôi lăn phát vào cái gốc cây, cái mương, cái lương người ta chặt một cái cây 66 tương đối to. Đấy, họ đốt thì tôi kê AK lên đấy, tôi phẹt vào đi xe. Đấy, hai loạt thì tôi mới chạy lên chốt, thì là cái đoàn xe đấy nó lại đỗ luôn ở trên đỉnh đèo. Đấy, vài nữa chị vào chị tôi chỉ rõ chỗ đấy. Nó vào nó đỗ rất đoàng hoàng, nó đỗ đấy toàn bộ nó xuống, cái thằng nó xuống xe. Đấy, xe thì vẫn nổ máy nhưng nó xuống xe. Thì nó không biết nó làm gì sao nó đỗ đèo. Hóa ra là nó định đón bố con thằng Sào Dinh ở đấy, nhưng mà lúc ấy là bị ta bắt rồi. Thì chính bố con Sào Dinh nó mắc điện thoại với đường dây thông tin của trung đoàn, mới phát hiện ra là công binh đã gỡ cái mìn tăng ấy rồi, nó mới lao vào nhanh như thế. Chứ còn nếu mà không gỡ mìn thì nó đã dính hết ở bên dưới rồi, nó không lên được. Đấy, mìn tăng mình gỡ để đưa xe thương binh ra thì nó nghe được, nó báo cho bọn Trung Quốc, nó lao xe vào luôn. Mà lúc chỗ chúng nó đã chiếm được đâu. Đấy, chưa chiếm, nó chọc sâu vào. Thì má đồ tôi mới nhảy sang cái khẩu đội 2 của anh Mẫn, là anh Đỗ Xuân Tiền ở khẩu sạt sở thủ 1. Đấy, người Phủ Lý. Và anh Mẫn người Yên Bái. Thế tôi bảo Mẫn lắp đạn vào. Thì là tôi bắn vào đít xe nó theo như là học trên lý thuyết, là bắn vào xích và máy nổ là đứt. Thì tôi mới thấy đít xe nó đấy, là tôi mới quay nòng pháo xong đít chỗ máy nổ nó tôi bắn. Nhưng mà đồng chí vẫn xạ thủ 2 là nắp đạn nên là không vào. Thế là cũng đúng lúc đấy nó chạy. Đấy, nó chạy xuống thì độ khoảng 30 phút sau thì là có đồng chí Chiêu. Đấy, đơn vị này là có đồng chí Thực, chính ủy viên ở Bắc Giang thực tập lên này, trung úy. Đồng chí Mẫn, hôm nay là đồng chí Chiêu, đồng chí Đỗ Xuân Tiền là đi lấy cơm. Thì trên đường đi lấy cơm thì gặp xe tăng nó vào. Đấy, thì ba đồng chí là chạy, nhưng mà đồng chí Chiêu cuối cùng lại chạy không kịp thì bị 12 ly 7 nó ở trên xe nó bắn vào đùi hai phát. Đấy, hai phát thì đồng chí mới
không chạy được, đồng chí nằm xuống thì Trung Quốc ở trên xe nó mới nhảy ba thằng xuống đấy, để nó bắt. Nó bắt thì đồng chí có quả lựu đạn, nó không có súng, vì đơn vị pháo của tôi chỉ có hai khẩu AK thôi mà tiểu trưởng của trung đội nó giữ, nó không có thì là đồng chí Chiêu mới rút lựu đạn ra để tự sát thôi. Thế lại nằm lại giơ lên thì lựu đạn nổ thì Trung Quốc chết, ông lại cụt tay. Nghe thì nó đúng là hài thật, nhưng nó là hoàn toàn sự thật luôn. Thế khi mà ông ấy choáng, ông ngất đi thì nó tưởng ông chết, rồi nó xe tăng nó lại chạy qua. Thì chạy qua thì sau khoảng 30 phút thì ông lên đơn vị, thì lúc ấy Tuấn nhìn thấy ông ấy chỉ còn ngón tay út này, nhưng nó là cái da nó treo thôi. Đấy, chứ còn cụt hết đến đây rồi, cụt đến đây. Còn mỗi cái ngón tay út, còn ngón tay út nó da nó đu đưa này da thôi chứ mất hết rồi, cụt đến đây rồi. Nhưng nó còn miếng da thì là ông cũng không băng, mà ông lấy cái xanh tu quần này ông ấy treo lên. Ông lên thì ông bảo báo cáo chính trị viên là có hai xe tăng nó bị ở dưới kia kìa, cũng còn cái nó vẫn nổ máy. Thế là Tuấn lại bảo ông chính viên người Kỳ Anh, ông chính trị viên phó, ông người Kỳ Anh ở tỉnh bảo chắc nó ra nhiều máu, nó nói nào chứ làm gì có. Thì nhưng mà ông chính viên lại lệnh bảo vị trí Tuấn xuống kiểm tra xem, thì tôi lại vác AK đấy với đồng chí Vuông, người ông Khánh, hai thằng đi. Thì ông kia tay không thôi, tôi nhõng khẩu AK tôi xuống. Xuống cái nơi thì đúng là một cái nó vẫn nổ máy. Đấy, hai cái thì nó ở cách, một cái thì ở bên tay phải, một cái thì ở bên tay trái. Tức cái này thì nó bị đứt toàn bộ xích bên trái này. Bên tay trái nó bị đứt xích, nó xô ra rồi, còn lính nó còn bị kẹp dưới xích mà. Đấy, thì là cái xe này nó dẹ xuống cái hủm ấy, tức là nó tránh. Thế khi mà tôi tìm hiểu ra hai cái này thì thực tế là cũng không phải ai đánh nó, bộ đội ta không đánh, đó là điều khẳng định. Bởi cái đống đạn của trung đoàn tiếp tế đổ đây để vận chuyển lên chốt thì là xe tăng nó, cái thằng đi đầu nó treo vào thì lại trong đó có hòn lựu đạn đấy, là phát nổ đứt xích. Lựu đạn nhiều lắm, lúc tôi xuống tôi lấy ở cái đống này nhiều lựu đạn lắm, tức là nó kẹp vào đến đứt xích nó mới nổ, nó văng ra đường. Thì cái thằng đi thứ hai nó sợ, nó mới tránh, nó tránh nó mới dẹ xuống, nó nghiêng hẳn cái này ấy, nó vẫn nổ. Thì là bốn thằng ở trong nó trèo ra thì là bị lính mình nó bắn là chết ở dưới, nó văng xuống nằm đè lên nhau ở dưới này. Thì sau tôi xuống lấy lưng khô của bốn thằng đấy mà ấy, thì tôi lúc tôi xuống vẫn nổ máy ở mầm ấy. Thế là bắt đầu là vào còn tranh nhau lấy đồ hộp của nó, mà thì tôi cũng lấy được một cái hộp vuông to ấy, vuông to này trắng inox đàng hoàng đẹp, tôi bảo chắc đồ ăn. Thế là khư khư bảo cái này của tao, thế là nhận xong xuống lấy mấy cái bao tượng lương khô của nó. Thế là chúng tôi đi về chốt báo cáo lại tình chính viên. Thế thì là ông chí viên bảo tối nay đồng chí Tuấn xuống tháo hai khẩu 12-7 đấy ở xe ấy. Nhưng mà lúc tôi mấy ông cao xuống thì nó đỏ như hoàn than rồi, nó cháy, bộ đội ta cho lựu đạn vào để nổ phá đấy, thì là nó cháy như đỏ rực thỉnh thoảng. Nó tối mà thì dầu nó phục lên này sáng trưng lên. Thế tôi mới bảo là mẹ, có khi là phải làm ít lựu đạn mới, mấy hộp đạn AK lên, mai mà bộ binh nó lên thì mình không có gì đánh thì mình chết. Thế là tôi mới, anh Vuông mấy anh em làm được hơn 100 quả đạn, mới vác được một hộp đạn K56, tức là của ta chứ không phải của địch. Đấy, cái chỗ là vận chuyển chốt thì của ta thôi. Thế bọn tôi lên thì vừa đi được một đoạn thì lúc Đương Nhạc chứ, Đương Nhạc thấy bùng quát lên thì ông Vuông ông chạy tôi bảo mày quay lại, ông ta bắn chết rồi. Thế là ông lại quay lại Nhạc với mình đấy, xong anh em bắt đầu men theo cái đường đi thì là thấy băng băng, thì là lên một tí thấy một đồng chí tên là, vì sao không biết, đồng chí Phủ công binh chẳng biết ta hay địch bắn. Thế tôi mới đồng chí Quân để đấy đi qua vượt lên trên ấy, rúc núi thôi mà đi tìm về đơn vị thì mình ú dồ gần sáng rồi chưa về được. Thế là tôi bảo thôi tìm cái gốc cây to nào mình vứt mẹ ở chỗ này, xong rồi sáng rồi định hướng rồi lên lấy lại. Thế cùng là vứt ở đấy, mò về được đến đơn vị sáng ra nhìn thì nó cũng chỉ cách khoảng chưa đến 100 mét thôi mà. Thế nghĩ lại buồn cười. Thế cũng vì nhờ cái đống đấy thì là sáng hôm ý, sáng hôm 19 nó vào thì sáng 20 lệnh của chính trị viên, lệnh của trung đoàn, tức là điều 3 khẩu sang điểm cao 300 thì là cho tôi đi với đồng chí Cương đi chính sát trước. Thì lúc ấy tôi xuống đến đường cái thì này, tôi gặp một đồng chí, tức là cũng mặt cũng tái xanh bẩn thỉu lắm, chạy ra trên vai vác khẩu RPK đấy. Thì là tôi bảo mày đâu, tôi quát. Thế nó dừng lại, vào đơn vị đánh ở trong cốc khâu mất hết rồi, hy sinh nhiều lắm.
thì là bảo thế máy đâu, bảo chạy thôi, bảo đưa súng đây, thì nó đưa tôi khẩu RPK mới toàn bộ bao đồ đạn đeo ngực lấy hết, xong rồi đưa tôi bốn quả đạn hung. Thì tôi thì từ bé lúc tập ở 34 tăng cường tôi chỉ một vịt ấy, mà thế lựu đạn này lựu đạn gì, nó lựu đạn hung, ông anh cứ nối vào đỏ này đen nó vằn vằn nối vào là ném được xe tăng đấy. Thế đưa đây bốn quả, thế đưa vào thì tôi mới đi một tí một đoạn đấy, lên giữa đèo thì tôi thấy cái đàn trâu nó chạy ầm ầm ra đấy, thì ông đồng chí Cương đi trước tôi đi sau, thì lại thấy một người đi đằng sau đàn trâu ấy. Thế đồng chí Cương cách gần rất gần đấy, đến chỗ đây đến đồng chí Hòa mới hỏi đồng chí ở đơn vị nào nói tiếng Nghệ An, thì nó mới giơ bố tay lên, mới biết là Trung Quốc ấy. Đấy, chuyện thì đúng là như hài trong chiến tranh thì nó cũng không, thế là nó mới giơ tay lên, thì tôi mới giơ khẩu RPK tôi định bắn nó rồi. Thế ông Cương mà bắt sống, thế là nó quỳ xuống mặt đường, nó thọc tay vào cặp quần, nó ném khẩu súng K54 ra đường. Đấy. Thế mình bảo sao mày bố nói bậy, bảo bố tả Việt Nam à, mày ơi tả Việt Nam à. Thế là nó cứ bố tả. Thế là mình cho cái băng súng mà lung. Thế là tôi mới chói lúc ấy, vừa lúc đó thì anh Đỗ Xuân Tiền đến thì có khăn khô la. Tôi lấy cái khăn thì nó cũng bị bắn vào đây, tôi vén ra đi bắn vào đây, rồi nó mặc cái áo len đỏ màu vằn ngoài áo tung sơn. Sĩ quan. Đấy. Thì là nó bị thương ở đây, thế tôi cũng chói nó, gọi là chói, tôi vén tay thấy nó đeo cái đồng hồ, tôi có lấy cái đồng hồ đấy, chủ yếu là tôi tìm thuốc lá thôi. Thế là nó đi với cái đàn trâu ấy, là nó bắt trâu của mình à? Không phải bắt trâu đâu, nó đi lẫn vào đấy thôi, đi lẫn vào trâu, nó sợ thì nó cũng chạy theo à. Mà nó lại thằng ấy, nó lại đi quay ngược lại, nó quay về hướng mình, tức là nó chứng tỏ là nó cũng nó bỏ chạy, không phải nó cũng lạc, là nó không định vị được hướng nữa. Đấy, nó quay lại thì nó gặp nó, chứ nó quay trên này thì là lập bộ đội mình thôi. Nếu nó đi ngược lại hay nó muốn hàng thì không hiểu, nhưng mà đối với người ta em nghĩ khi đánh nhau ở đâu ấy, nó sợ nó chạy ấy, nó bị thương rồi. Dạ. Nhưng thương rồi thì sau là tôi mới lấy cái đồng hồ cho đồng chí Trương Công Dụng, người ở Duy Tiên Hàm Ninh. Đấy, tôi chỉ lấy thuốc lá thôi, thì là nó móc túi nó có một cái tấm ảnh, nó có hai đứa con gái với vợ nó, thì trông nó hiền lành đấy. Thế tôi mới chói bằng cái khăn khô la, tôi giao cho ông Đỗ Xuân Tiền. Thế ông Tiền lệnh của trung đoàn là bắt được tù binh nó là thằng đầu tiên. Đấy, lệnh trung đoàn là phải đưa bằng được về, thì lúc bắt đầu pháo H-12 nó bắn ác lắm. Thì khi mà ông Tiền ông về ông kể mà đến khổ, mẹ tả ra không rong nó xong, cứ phải dậm chân này nó mới chạy. Ra hiệu, ra hiệu là dậm chân này là nó chạy. Đấy, vì pháo nó bắn mà. Thì là cứ dậm chân là nó chạy. Nó chạy trước, mình chạy sau, cầm AK chạy sau. Thế về ra trung đoàn thì nó khai nó là đại đội trưởng đại đội pháo Tân Cương à. Đấy, thì là thông báo lại như thế, nó khai cũng chuẩn. Thế sau khi mà bắt nó xong thì bọn tôi mới lên trinh sát, đưa pháo lên đồi 300 thì thực tế cái đồi 300 thì khi mà lên mới thấy nó là không có một cái hầm mào nào, chính đơn vị này thi công đấy, nó chỉ có ba cái hố bắn đưa vào pháo này thôi. Đấy, đây một hố, đây một cái quả đồi tròn này, thì đây một hố, đây một hố và đây một hố, hố bắn ấy, chẳng có hào, chẳng có hầm gì cả. Thế khi mà lên tiếp cận trận địa thì phải nói là cũng thần chết nó bảo thôi, thì tự khắc đào cuối cùng cứ nối vào nhau mấy ngày liên tục, tay chân là bẩn hết, khắc nối vào. Thì cái khẩu của tôi thì khẩu chính diện, phân công chính diện mà hướng chính, còn hai khẩu hai bên đấy, hai bên sườn này đấy, còn hầm chỉ huy nó ở bên dưới này, thì đào giao thông hào gọi là sát nhau, còn hầm thì là anh em đào cái bên tôi có cái ngách, gọi là cái ngách nó còn chưa sâu bằng cái tủ này đâu. Đấy, thế là lấy cây sắn bắt đầu đặt lên, xong lấy lá phủ lên, xong bắt đầu đậy lắp đất lên thôi. Đấy, hầm cây sắn mà thì đúng rồi, đấy hầm bằng cây sắn. Nhưng được cái là giao thông hào là được nối đầu tiên nó đến đây, dần dần lúc đánh nhau là lên đến đây, đến bụng thôi, chứ vẫn phải không khom xuống bắn mới được. Thì là triển khai trận địa xong rồi đào suốt mấy ngày, thì là lệnh gọi là từ hôm 22 là bắt đầu bắn chi viện cho bộ binh mình rất nhiều, bởi bắn về 24 vào đồi Nghĩa Trang, đồi Không Tên là lệnh trung đoàn bọn tôi bắn vào đấy để chi viện cho bộ binh tương đối nhiều. Thế có hôm mà mất mỏng 24 thì là lệnh, có ông lệnh được mày bắn được chưa được 15 phút không mà chuyển làn, nó bắn trên đầu bộ binh 2 mét, mà biết thế nào mà 2 mét. Tôi phát hiện ra cối nó ở đồi Không Tên, tôi dã vào đồi Không Tên đấy, vì nói trong cái ác liệt nhất mà khi cái trận 26 mà khi nó đánh bật tiểu đoàn
tiểu đoàn 3. Đấy. Tiểu đoàn 3 của đồng chí Chí Khắc Chí Tuân ấy, là tiểu đoàn 3 là nó đánh bật sáng sớm 26 là khoảng 5 rưỡi nó đã chiếm được rồi. Bắt đầu nó mới tưởng nó chiếm được, nó mới lên cái mỏm cách tôi chỉ trên 100 mét thôi. Nó tập trung hết ở đây đông, nó cắm cờ ba cái cờ rồi là thông tin rồi chỉ huy rồi lính nó hò reo ở trên cái ngay mỏm mình. Thì lệnh của ông chính ủy viên là chưa được bắn, cứ để cho lên đông đã. Nó vẫn chưa phát hiện ra mình. Đấy, đồng lắm, nó chỉ cách cái lương sắn thôi, nó không nhìn thấy. Pháo mình để thấp mà nòng để thấp, âm bắn âm 25 mà dương 97. Thì là nó tập trung đông lắm. Thì ông cứ đợi cho lên thì ông nó lên tung nối lông thì bắt đầu ông chính ủy viên người Nghệ Tĩnh thì ông hô bắn thì nó ba khẩu nhất loạt. Thì khẩu tôi là nện vào cái đỉnh này, còn hai khẩu là bắn bên sườn, hai khẩu bên sườn này. Đấy, khẩu tôi lục nó bắn gọi là ba cái cờ nó rụng hết, chết gọi là cái đám gọi là chết liền. Chỉ biết 14-5 thì đạn nó đầu nó to, bắn một phát thì nó xuyên thì vài thằng ấy cúi rồi nó nhào nhào. Cái trận này là đánh cũng ác liệt. Chứ bắt đầu nó tổ chức xong cái trận ấy nó mới tạt xuống cái đồi đấy. Ngày hôm mà nó tổ chức liên tục. Đấy, một lúc nó lại tấn công lại nhưng mà cũng bị đánh bật hết. Đấy, cái ngày hôm ấy là hôm 26 là lúc trung đội được có 36 người. Vì sau lúc kiểm tra lại ấy, tất hy sinh thì ít thôi nhưng bị thương. Hy sinh hôm ấy là có đồng chí Mẫn, xạ thủ 2, đồng chí Dụng là vượt hào ra đánh cho cái đồng hồ ấy, là ông cũng chết. Dụng rồi Mẫn này, đồng chí Thi chính trị viên hy sinh. Và đấy hôm là có 3 người thôi, còn đồng bị thương thôi. Đấy là còn có điểm danh lại còn có 9 người. Đấy, 9 người thì bắt đầu đến sáng đánh dòng dã suốt 26 đến chiều. Đấy, đến chiều xong lại đến 27. Đấy, sáng 27 nó đã tổ chức tấn công rồi. Lại có 9 người cứ thi nhau đánh thôi. Đấy, đánh liên tục nó cũng không làm gì được, nó không lên được. Đấy, coi ngày 27 cũng đến chiều mới tàn mà nó tổ chức tấn công lên liên tục. Đấy, cả ba hướng, cả chính giữa, cả hai bên sườn cũng không lên được. Mà cái khẩu, hai cái khẩu của khẩu đội 2 với khẩu đội 3 thì là đến một khẩu 8 giờ, một khẩu 9 giờ đã bị là DGZ nó duyệt rồi. Ngày 26 ấy là đã bị tê liệt rồi. Chỉ còn đúng khẩu của tôi thôi. Đấy, khẩu tôi mà nó bắn rất vọt đầu nhiều, nó bắn qua cái đầu tôi rất nhiều. Nó bắn H-12 và nó bắn nào nó hụt nào nó không trúng, nó là vọt qua đầu. Đấy, nhưng mà tôi lúc nào hai khẩu kia thì nằm bắn, như khẩu tôi ngồi trên mâm tôi bắn chứ không ngồi, tôi không phải nằm kéo cò mà tôi dùng cò chân tôi đạp thôi. Đấy, thì có cái hôm mà sáng xong đến hôm ấy 26 là không được ăn rồi, cả đêm cũng không được ăn nước, cũng không có, có hai cái thùng, cái can dân quân người ta vác lên ấy thì là một can nó thủng, nó bị mảnh nó thủng, một can thì tôi đổ vào pháo. Cái hôm 26 bắn nói cho chị biết, tức là nó đỏ như hòn than cái nòng pháo của tôi ấy. Nó đỏ mức độ thế mà, tức là tôi bắn chỉ được một lúc tôi lại hô Thân ơi mày lên cào con tút. Thằng Thân nó lên, ông Thân ông lên ông cào nhưng mà nóng, thế bảo mày lấy xẻng mày cào, thế là ông lại lấy xẻng ông hót. Thế tức là cắt tút nó nhiều nó không quay được pháo nữa cơ mà bắn lên mức độ. Thì là cái hôm nay chiều 26 là nó đỏ rực lòng, tự nhiên tôi thấy văng một phát này, cái loa che lửa đằng đầu và cái bít tông đẩy về nó văng ra cách độ khoảng 15 mét này, nó văng đi mất. Đấy, thì địch nó ở đằng trước thì cũng không dám ra lấy. Thì là tôi báo cáo trung đội trưởng, và trung đội trưởng mất loa che lửa mới bít tông đẩy về rồi. Thì nó báo lên trung đoàn, quân khí trung đoàn thì là lúc ấy bắn phát một, may lúc nó cũng tấn công ít, lại cứ bắn như can 4 ấy, bắn một viên, đạp một viên thì lại phải kéo cỏ, đấy, kéo đạn lên mới bắn được. Cứ phát một thôi, không bắn được liên thanh nữa. Mà tốc độ của nó cũng 600-750 phát phút cơ mà. Đấy, cuối cùng là chỉ bắn được phát một thôi. Thì đêm hôm 26 thì quân khí nó mới... À, trong cái lúc mà nó không lên thì tôi có mò sang cái khẩu đội của đồng chí Tiền. Thì tôi vừa mò ra cái hào, đấy thì tôi thấy một đồng chí nào bị bắn phát cổ. Bong bong nó cứ thở dựa hào phọt ra. Và đúng vào chỗ cổ này. Đấy, tôi mới vừa thò tay tôi lấy cái định tháo cái loa che lửa ở khẩu kia, vì nó chỉ bị ở mâm thôi, cái loa nó không bị. Thế là nó bắn ngay, nó phục sẵn rồi, ai chạy qua đấy là nó bắn. Thế là tôi vừa phát hiện cái tôi mới thụp xuống, cái là tôi mới lấy cái xanh tiêu quần tôi kéo, tôi quăng qua cái nòng pháo ấy, tôi mới kéo xuống nhưng không kéo được. Đấy, thế là ngày đêm hôm mới là quân khí nó vác cái khẩu ấy lên, à, vác cái hộ lòng lên thay mà tháo nó không ra, vì sao phải lấy cuốc chim mà
đập đến nỗi gãy cả cái này, gãy cả cái kéo này, bắt đầu nó mới ra thay là hộ lòng mới thì mới xảy ra tiếp tục đến ngày 27 nó cũng tổ chức tấn công nhưng cũng nó cũng thất bại. Đấy, thất bại bắn ở khu vực rồi, chính tay tôi là tôi bắn chết hai thằng nó đeo hai khẩu súng phun lửa đằng sau mà tôi bắn vào bình nó nổ mà. Ôi rồi ôi, nó ở chỗ rừng bầu ấy, nó nổ tung lên cái bình hai thằng đeo súng phun lửa. Đấy. Còn lúc mà nó ít không tấn công lên ấy thì là nó chạy, nó vào sâu quá, nó chạy ngược lại, tôi lấy AK tôi bắn này, có thằng nó xách khẩu B41 nó chạy mà nó đeo trên này được 7 quả nữa. Thì tôi ngắm vào người nó thôi nhưng mà tôi bắn nào lại vào đầu nó chứ nị. Thì làm bắt đầu vì sau tôi lấy được cái khẩu đấy. Thế thì hết ngày 17. Đấy, trước đấy lại còn một thằng nữa chứ hôm thằng ngày 27 chứ. Vâng, không, trước hôm 26 thì tôi lại có cái thằng thám báo nó lên thì nó cách lúc ấy tôi đứng ở bên cái khẩu RBK là tôi đón ở cái cua này để ô tô nó lên là tôi bắn được lái xe cơ. Cái khẩu mà tôi lấy được thì tôi giao cho Hải người cam đường. Đấy, thì là tôi đứng cầm cửa đó bảo mẹ chỗ này đón ô tô tốt đấy, cứ bắn lái xe nào thì đéo nào nó cũng dư vực. Đấy, thì là thì là bảo cái thì là anh Thân anh ấy bảo là Tuấn ơi mùi thuốc lá như mùi thuốc lá Trung Quốc ấy. Thế là tôi mới ngoảnh lại cái thì ôi giời ông thì ông mò lên gần khẩu pháo tôi cách khoảng 4 mét thôi. Ông ấy oai lắm vẫn hút thuốc thì tôi mới hô nó, giơ tay lên thì nó còn mẩu thuốc bằng này, cũng mới hút thôi. Nó mới đưa vào mồm nó mới giơ thế này thôi. Nó không giơ cao. Đấy, nó không giơ cao thế chính nghị viên bảo Tuấn ra bắt. Thế mình mới giơ RPK bắn luôn. Bắn thì bằng từ đây rồi bỏ RPK cầm khẩu AK, lúc ấy sẵn AK rồi, cả lại liên có rồi, bộ binh nó mang lên mà. Thì là đến đồng chí Hào vẫn thấy địch mở mắt, vẫn cái thằng nó vẫn mở mắt mà, hay nó giả vờ cho phát võ bằng bỏ mẹ. Thế tôi lại găm cho nó hai loạt luôn. Thế là tôi mới lấy vén quần nó lên thì lại có súng ngắn đấy, chưa bắn về nào, hộp mà bao nó mới cứng, trong này nó bốn quả đạn chảy ở trong bụng này, là nó dắt được bốn quả đạn chảy, dây đã lòng thòng ra rồi bút này, rồi là sơ đồ bản đồ nó đã vẽ hết những cái mỏm của mình rồi nhé. Đấy, cái thằng đấy nó có một cái kìm cắt dây điện hay sao, mình cắt móng tay được còn được cơ mà. Đấy, lấy được cái thằng đấy thì thằng ấy nó đụng với sắt, thì khi mà lúc tôi lao ra là cái đội ông Hạnh Phin ấy, là ông Sinh nó bắn cho mình AK, nhưng mình ở 16 đấy, nó tưởng địch nó cũng trông thấy thằng đấy. Đấy, nó vào lọt vào giữa hai đơn vị. Đấy, thế là bắt đầu mình mới ra, bắt đầu một lúc chạy vào giao thông Hào, xong một lúc thì ui rồi ôi, cối nó dã và nó chính xác lắm, cối nó cứ dọc mép Hào nó dã mình. Thì là lúc nó bụi mù thì mình biết là cối mình biết là bộ hình nó không lên, mình ba anh em chạy vào cái ngách kia mà bé đó, tôi ngồi ngoài, tôi còn cái tôi cứ che này, mặt thì tôi lấy cái màn tôi buộc kín chỉ để hai mắt lên thôi mà trông đen nhảm ra. Đấy, thì là chạy vào đấy thì mình thấy anh em nó rên nhỏ, lính mình bị thương rồi chạy ra đi. Thì là anh Giang chạy ra ngách này thì 6 đồng chí mình là nằm dọc hàng, trong đó có ông chính trị viên mình bị vỡ bụng này, bị cối 60. Tôi chạy sang bên phía bên qua khẩu pháo tôi xuống thì là đồng chí Hải, người Hải Dương lúc là cán bộ trung đội trưởng, là bị thương mà khu này rồi. Thế bà Tuấn mới băng cho anh gái, thế là băng xong là ông ấy rút. Đấy, ông ấy rút luôn. Đấy, còn vì sau đấy là hôm 26, thế sáng 27 như trình bày lại tiếp tục đánh tiếp, đánh suốt, nhưng mà hôm lại không chết ai. Bên mình không chết ai mà cũng không bị thương, mà cũng địch cũng không lên được. Úi giời, lựu đạn là cứ khoét vào từ vào Hào này chị ạ. Cái giao thông Hào này cứ khoét ô nó xếp lựu đạn để dây sẵn. Đấy, đếp sẵn cứ dọc Hào cứ nhiều lắm. Mình cứ thế là cứ rút cái là dây nó đã luôn mà. Rút là không, mình không phải giật nữa. Mình không phải giật mà lựu đạn không phải ấy nữa, cứ khoét từng ô này này. Vâng. Đấy, để sẵn ở đấy, cứ bày sẵn rồi. Đấy, cứ một đoạn có cứ cơ động trên Hào là mình rất nhiều lựu đạn. Mình phải làm sẵn thế mới chơi được kịp nó. Chứ còn lấy từ ấy ra mà ném từ bao đồ lên có mà không kịp. Đấy, không bị thinh, không bị thương ai. Thế đến ngày 28 thì mờ sáng là khi pháo bắt đầu nó tấp cập, nó dã vào một cái là khi nó thôi dừng pháo là tôi bảo ra ngay. Thì lúc tôi ngồi trên mâm sẵn rồi. Đấy, ngồi mâm sẵn. Mà hôm 27,
27 đêm hôm ạ, tôi nói về 27 nó rất quãng mà. 27 là tôi đói quá, tôi phải mò xuống tận dưới gần chân đèo ấy. Đấy, gần chân đèo mà tôi lấy những có hai lồ cơm ở đấy nó nhớt nhèo nhèo ra. Thế tôi mang lên đơn vị, cái thì bẻ ra có cá mắm, cái thì có miếng thịt lợn ba chỉ. Đấy, ăn mê uống nước ngồi tâm sự nhau, mỗi anh viết mấy chữ rồi là bảo nếu mà tao chết thì mày mang về nhà tao, cứ truyền nhau như thế. Đấy, đã xác định là chết chứ không phải là sống đâu, xác định chết thì cứ dặn là Hải nếu mà tao chết mày cầm về thế Hải để bảo thân, thân để bảo Hưng ấy. Đấy thì là dặn nhau trước rồi, viết nhau mỗi dòng chữ là nếu mà tao chết thì là mày mang về gia đình cho tao như thế. Đấy, dặn nhau xác định, anh em xác định là chiến đấu đến cùng. Đấy, không rời trận địa. Đến ngày sáng 28, đấy, sáng 28 thì là khi mà nó pháo kích vào ấy, thì là bọn tôi né, được gọi là né thôi chứ còn chẳng có tác dụng gì. Chẳng có tác dụng gì cả. Gọi là tối nó an tâm thôi chứ chẳng có tác dụng gì. Thế là khi mà nó chuyển làn một cái là bọn tôi ra, thì lúc tôi ngầm ống pháo thì nó đã lên gần đến nơi rồi. Tức là tôi phát hiện được cái thằng đi đầu nó cầm cờ, và thằng thứ hai vác đầy cơ rét trên vai. Cách tôi chỉ chưa đến 3 mét, sương mù dày ra. Tôi thấy một loạt nó lên, lúc mình đã ngồi trên mâm pháo gọi là xẹp bọn nó, là cái bọn nó chết hết. Vì sau khi mà tôi bắn 14 đến 5, tôi phát hiện nó đông. Nó chui ở trong cái búi lau rất nhiều. Đông rồi sau nó chết nhiều, nó cũng sợ nó ra hàng. Nó lấy cái áo trắng và áo mê ô ấy, nó cắm vào cây sắn mà nó vẫy này, đông mà tôi toán một ra, nhưng mà mình bắn chết không lấy làm được, mất hết ngoài này thì là cũng diệt sạch. Đấy, không lúc không đấy mình quá ít người, quá ít rồi, lấy đâu mà bắt nó rồi. Quản nào được nó, mình không có ăn thì đói. Thế là cuối cùng là tiêu diệt sạch. Vì lúc ấy nó cũng đỡ lên thì tôi thấy nó có hai khẩu đại liên, nó để ở bên cái sườn bên là gần cái bụi bên này. Thế tôi mới, khẩu tôi nó hơi chếch xuống không được, thì tôi lấy khẩu B-41. Vì trước năm 75 tăng cường của tôi chuyên học B-41 thôi, để tăng cường ở chiến trường miền Nam. Đấy, thì tôi mới lấy khẩu B-41 phát rồi tôi mới bắn, thì tôi không để ý là anh Hưng với anh Sạch ở đằng sau. Đấy, tôi mới lên tôi làm bùm bùm phát thì hai ông cũng hất xuống hào. Đến bây giờ nó còn di tích, cứ gặp nhau là cười, bảo mày tí làm tao lòi cả mắt. Tôi nhìn hai thằng có mặt đen sạm, dâu rất xuống xe. Nghĩ lại mà buồn cười. Đấy, bây giờ cứ gặp nhau nó bảo bây giờ mắt tao cũng bị ảnh hưởng do mày đấy. Đấy, thế là làm phát bên mốt, tức là hai cái khẩu đại liên bị tiêu diệt. Mà chính cái khẩu 12-7 nó đặt ở cái hầm anh Tuân tiểu đoàn ấy, là bị khẩu đồng chí Tiền bắn tung ở lên ấy. Nó đặt trên nắp hầm của tiểu đoàn, cũng bị khẩu 14-5 mình diệt ngay. Đến ngày 28 tôi đánh thì cuối cùng là mãi về sau tôi đánh thì đánh rong rã suốt từ sáng mà đến tầm 2 giờ chiều. Ơ quay ra quay vào có chỗ đúng một mình thôi. Thế trước khi tôi cũng biết là hết đạn rồi. Đấy, khẩu 14 thì tôi cũng hết đạn rồi. Rồi hết hai khẩu kia sang mình cũng bị hết đạn, mà 6 người nạp đạn cho tôi, cuối cùng vì sau là không còn ai nạp đạn nữa. Thì là hết đạn. Hết đạn thì tôi mới để 3 quả lựu đạn ở dưới cái mâm pháo ấy, nó chỉ kéo cái tầm này lên là nổ thôi. Đấy, nó chỉ kéo lên là nó tức thì mà. Đấy, cuối cùng là tôi mới gài sẵn rồi. Tôi gắn sẵn, tôi mới đứng lạch ra mày, tôi dùng AK, mẹ RBD mới đại liên. Lúc đấy cũng có khẩu đại liên ở trên PKMRS đi mới đấy. Bộ binh nó lên nó hy sinh ở trên, nó để lại tương đối nhiều vũ khí. Thì mà tôi dùng vũ khí tôi diệt. Đấy, tôi bắn nó thì là tôi cũng ném lựu đạn vào cái pháo ấy. Tôi tung lựu đạn vào cái pháo cho nó nổ, thì nó huỳnh phát thì khẩu pháo hết ngược lên, coi khẩu là bị thổi phá. Đấy, mà cuối cùng là chạy xuống là cũng một mình. Thì khi mà tiếp xúc mấy cán bộ trung đoàn ấy bảo lúc ấy tưởng mất 300 từ sáng rồi, thằng nào là thằng đánh cuối cùng ấy. Ông trung đoàn trưởng hỏi và thế bây giờ có mình Hồ Tuấn ở trên đấy thôi, thì tăng cường cho một trung đội lên để giải vây cho nó. Đấy, bên thông tin nó thông báo cho ông cơ công, nó bảo đấy. Đấy, đồng chí Trình ý, mới kể lại với ông Tuấn là người đại trưởng thông tin, mới kể lại là tình như thế, là ông Kính cử lên để cứu mày xuống ấy, nhưng ông mày cũng ra được. Thì tôi mới chạy ra thì nó nhảy vào hào hết rồi, nó nhảy toàn bộ hào, tôi mới rút sang bên đường bên này. Lúc tôi tay không tôi bị thương rồi, tôi choáng hết rồi, thì tôi chạy ra ngoài này thì thấy đại liên mình lại chéo xuống. Mình không biết đéo lại sao vẫn còn lính mình này. Hóa ra cái ông đại bởi sao biết tên, ông này trước ở lính xe này, sau chuyển sang đơn vị vận tải, nó lên nó vác thương binh nào nó lại
không có ai thì bắt đầu là ông vớ là của Lê Liên thì là ông phệt. Phệt thì mình lúc chạy qua nó bảo thôi rút thôi, nó vào đông lắm rồi. Thì tôi cũng ngoảnh lại, nó bắn cũng rụng xuống giao thông Hào nhiều đấy. Bọn người nó lao xuống, nó chết, nó lăn xuống Hào. Thì ông Đại đấy. Ông Đại đấy, em vì sao, bây giờ vì sao không biết chết thì sống nữa. Đấy. À em lại đang tưởng anh Đại đấy. Không, sao không phải ông Đại này, ông Đại đánh bên kia, ông Đại này người Yên Bái. Ông ấy là... Anh ấy tên là gì Đại anh? Mình có thể tìm ở trên này được mà. Không nhớ tên là họ, nhưng mà tên là Đại. Dạ. Lính vận tải, trước ở C này. Đấy. Là ông ấy, vì sao ông ấy, sao không biết con sống hay không, ngay cái ông Thường thế thôi. Thế là anh đi ra cùng với anh Đại. Ô chạy cùng. Dạ. Đấy, nó chạy hướng nào hay không, tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi chỉ lúc bị thương tôi chỉ phi xuống thôi. Dạ. Phi xuống thì lúc trên 300 chỉ có một mình thôi. Đi xuống một đoạn thì gặp anh em. Đấy, cũng xe mình. Đấy, xe mình thì có một tiểu đoàn bộ binh mình nó ở dưới nó tăng cường lên nhưng mà nó không lên. Nó lên chưa chắc nó mất 300 đâu. Đấy, không nguồn đạn. Thực tế là không nguồn đạn, nó xuống gặp bộ binh mình nhiều lắm, nó ở dưới tàu không Hào ấy. Thế chính là Hạnh Phin nó bảo là 300 thế nào, 300 mất rồi. Thế bắt đầu lính bộ binh mình nó cũng không lên nữa, không tái chiếm nữa. Đấy, trường hộ đấy hôm cả C6, xe của anh Sơn ấy, cũng vào tăng cường để lấy lại nhưng không lên được. Lên đấy thì cũng nguy hiểm. Hứng đạn, nó không mua giao thông Hào. Anh cho em hỏi, sau khi rời Khâu Chìa là ngày 28, thì sau đấy anh còn tham gia những trận đánh nào? Hôm sau 28 thì lúc mà rút xuống thì tôi ra Trạm Phẫu luôn. À. Trạm Phẫu thì đêm xuống bắt đầu là vào đêm 28 lúc tầm 2 giờ sáng là ở trạm xá Hoàng Hải là chở khoảng 30 thương binh đi cái xe J57 ngồi thùng, thằng này gãy chân, thằng này đưa ra ngoài Quảng Hòa thì đến Quảng Hòa là sáng 29 rồi. Đấy sáng 29 rồi. Không có 29 đâu anh, đấy là 1 tháng 3. Đấy 1 tháng 3 ấy, thì là hôm sau là vừa xuống đấy sáng cái là phát cho tiêm điếc xong băng bó cho là cho một cái vỏ chăn. Một cái lồng thế là lại lên xe chạy đi vào đường Hạ Lang ấy. Ở đơn vị nó di cư nhiều chỗ lắm, thương binh ấy. Thì là bảo địch vào đến đấy thì lại bảo nó đến Quảng Hòa rồi. Xong lại đến Độc Lập rồi lại chạy tiếp. Ngoài thì chạy có y tá chứ đâu, cứ thương binh là cứ tản lên núi này thôi mà thì dân nó cho mỗi người 2 cân gạo khô, gạo người ta rang lên ấy. 2 cân nó đút vào cái túi lồng như là thương binh các mò lên núi mỗi thằng một ngách. Trốn ở trên ấy. Thế là mình bảo ôi tình hình này có khi mình không bị chân, không bị nặng lắm, có khi mò về đơn vị đánh nhau rồi. Vì nghe tiếng phá hồi Khâu Chìa vẫn có. Được. Nhưng hóa ra đơn vị nó rút đi Canh Tân rồi. Được. Mình cũng không nắm được. Thế là cùng mấy anh Thích chính trị viên người ở Hải Phòng với anh Giang ấy, anh Giang là ủa tao bị thương rồi nhưng có bây giờ phải đâu. Ông ấy nhặt được khẩu B40 nó không, chỉ còn cái cò không thôi. Nó không có ốp gì, ông ấy bắn 7 quả. Thì sau nó lợt hết, đỏ ối, nó lợt hết cái da này ra. Đấy, nó bị bỏng. Dạ. Đấy cũng bảo, tao bị thương, bảo vậy thương đéo mày bắn nóng quá. Nó mới thế thôi. Thế là cũng băng hết tay này xong cũng đi theo mình vào trong đấy. Thế nó bảo là, thôi đi về đơn vị rồi. Thế là mới bảo, thôi bây giờ này tốt nhất này. Mặt bọn dân quân mày lấy khẩu K4. Đi cho nên yên tâm. Thế là bắt đầu túm đưa ông dân quân lột được khẩu K4 mấy hai khẩu đạn. Thế là bắt đầu mò ra thì gặp nó rút đồng là quá. Đấy, địch nó rút về núi Hạ Lang nhiều mà. Thế cũng là ra cái này nó vừa nổ mìn cầu vẫn còn bụi mù ra mà. Thế là vì sao lại ra gặp anh Mỹ anh ấy đi tìm thương binh mà nó vẫn ở trong ấy. Bọn tôi mò ra thì mò về đơn vị thôi. Chứ ở trong này nằm nơi này cũng chết. Đấy. Về đánh nhau chết cho về để mò bị đơn vị nhưng cũng là nó rút Canh Tân mình không được rút. Dạ. Thế sau khi về đấy thì là như thế thì là bị thương về thì trung đoàn bảo đi báo cáo thành tích cùng anh Cương thì là có vẫn có giấy chứng nhận diệt 120 tên mà bắt sống 2 tù binh. Thế làm sao mình biết được là diệt bao nhiêu tên? Diệt thế này là do đơn vị với trung đoàn thôi, họ xác định như mới tỉnh đội đấy, người ta vào tận nơi người ta xác định chứ không phải là mình khai, cái này mình không nhận đâu. Dạ. Đấy họ làm báo cáo trong là có diệt bao nhiêu là toàn bộ là do đơn vị mới do trung đoàn. Dạ. Đấy họ xác minh họ cho chứ không phải ông Tuấn nhận ông giết bằng này, có khi không được bằng thế, có khi nhiều hơn. Dạ. Đấy họ chia nào chẳng rõ. Trong câu chuyện của anh thì có cái đoạn mà anh bắn xe tăng ấy thì anh nói là nếu mà bắn vào đầu thì nó không tác dụng, thì là cái kiến thức ấy là do học hay là như nào? Do học đấy. À, thế do học đấy, được phổ biến 14 năm nó chỉ có tác dụng bắn đứt xích hoặc là bắn vào đằng sau máy nổ chứ đằng trước thì không bắn được. Vâng. Do học thôi. Anh bắn như vậy là em nghe như từ cái ngày 18, 19 là lên Khâu Chìa. Vâng. Mà cho đến tận ngày 28. Tóm lại là 12 ngày đêm. Vâng. Thì bắn rất là kinh. Đạn ở đâu anh?
đạn mình tiếp lên mà dân quân. À, tức là đấy là phải nói là cũng nói với chị nên là nếu mà không có dân quân, không có bà con thanh niên thì không thể, không nhất định không đánh được. Dạ. Bởi vì toàn bộ cái khâu vận tải đạn dược mới cơm nước là độc dân quân mới bà con làng bản. Dạ. Gạo có phải trung đoàn đâu, gạo dân khác nấu. Dạ. Đấy, thịt tiếc dân khác mổ lợn nho. Dạ. Thì không có cái lực lượng tại chỗ là cũng chết dở đấy. Vâng, như vậy, mình không đánh được. Như vậy là em tưởng tượng là ra như này, những cái ngày đầu thì tuy ác liệt nhưng mà dân và bộ đội là vẫn còn liên lạc được, vẫn liên lạc chứ, vẫn đưa được gạo được đạn lên, vẫn đưa lên. Đến cái ngày thứ 27 ấy thì nó quá, tức là nó quá khắc liệt, nó quá ác liệt và có thể là dân không thể vào được nữa, cho nên họ mang gạo để mang cơm đến cho các anh, vâng, nhưng không mang được lên, pháo nó dã nhiều quá họ vứt ở dưới rồi, họ để ở dưới chân đồi, vâng vâng, các anh tự xuống lấy, vâng vâng. Còn gạo, còn đạn thì không thể mang được lên nữa. Hoặc là hết rồi. Hoặc là hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Chắc chắn là hết rồi. Bắn nhiều như thế. Bắn nhiều cũng không xuể. Đến ngày H12 của mình mới DGB, mình bắn đến ngày 21 đã hết đạn rồi. Dạ. Lấy đâu ra đạn. Dạ. Ở ngoài thị xã thì mất rồi, nó không tiếp tế được. Dạ. Còn trung đoàn có kho dự trữ thế nào thì đánh hết rồi. Cái câu chuyện của anh, cái ngày cuối cùng ấy, thì vẫn còn lại là, còn lại 8-9 người. Còn mấy người anh? Còn 9 người. Còn 9 người. Anh có nhớ tên từng người không? Có chứ. Bây giờ họ còn sống cả không? Còn sống chứ. Thế ạ. Vâng, em... À, 9 người sao? Sau hy sinh mất, chạy xuống thì hy sinh mất một anh, lúc là chuẩn úy anh Cường. Dạ. Đấy, mình như đều vậy đặn. Là còn lại 8 người, 8 tính người. Cả anh. Vâng. Vâng. Thế em cũng muốn hỏi là, có thể gọi là 9 anh em. Vâng. Không phải cắt máu ăn thề. Vâng, vâng. Nhưng mà cũng là lời thề khói lửa. Đúng rồi. Vậy sao họ lại đi hết để còn có một mình anh thôi? Không phải, tức là cái chuyện họ ấy là khả năng là đưa thương binh đấy, ai bị thương mà đưa thương binh hay đưa liệt sĩ. Dạ. Đấy, vì vận tải nó không lên được thì chính đơn vị lại phải dùng mình, người mình đưa. Ừ. Đấy, một là đưa thương binh liệt sĩ. À. Hai là không còn đạn, không còn đạn thì ra. Vâng. Ông ấy xuống thì trước mình đang mũi trước. À, vâng. Đấy, sau là có nghĩa là anh đã trở thành anh mũi trước và trở thành người chặn hậu. Vâng, vâng, vâng. Đúng là câu chuyện của anh thì mặc dù em cũng đã đọc qua cái lời văn, rất là em có thể nói là anh Long ấy có một cái giọng văn của anh ấy nó giống như là từ trong trái tim. Vâng, 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 vâng. Cho nên là mặc dù anh ấy không trực tiếp tham gia, vâng, nhưng vâng, anh viết thì em vẫn thấy nó hừng hực khói lửa. Vâng, vâng. Nhưng quả thật là khi nghe anh kể, mặc dù nó cũng không phải là từ ngày này sang ngày này sang ngày kia, vâng, mà nó cũng có những cái nó cũng còn cái này tự nhiên lại nhảy lên trước. Đúng, em quên. Vâng. Vâng. Nhưng mà ở đây thì em thấy nó vẫn đang còn sống động nguyên ở trong. Vâng, vâng. Vâng. À, em cũng muốn hỏi anh như thế này. Bây giờ anh sống ở vùng biên. Và em biết là ở cái thành phố Cao Bằng này thì cũng là một cái địa điểm du lịch. Vâng. Và du lịch của nhiều nước, trong đó thì cũng có cả những người bạn Trung Quốc. Vâng. Nguyên là bạn của chúng ta. Vâng. Và đồng thời cũng là cựu thù của chúng ta. Vâng. Và sang thăm ở bên này thì em cũng có nghe câu chuyện về những cựu chiến binh của họ. Vâng. Sang đây tới thăm anh, hỏi câu chuyện về chuyện trận đánh năm xưa chúng mình đánh nhau. Vâng, vâng, vâng. Và họ còn cùng với cái đoàn của họ ấy, còn đi ra cái nghĩa trang của mình để thắp hương cho những người đồng đội cùng đơn vị anh đã hy sinh. Vâng, người vâng. Ở đèo Khâu Chỉa đã hy sinh. Vâng. Em muốn anh chia sẻ câu chuyện này. Vâng. Dạ. Thưa chị, tức là nó cũng là cái gọi là cái duyên cũng được. Bởi vì tức là khi mà sắp đến ngày 17 tháng 2 ấy, ngày xảy ra chiến sự thì họ gọi là cũng là đi thăm lại chiến trường xưa. Dạ. Đấy. Tức là cái nơi trước đây người ta đã từng đánh nhau bộ đội về. Đấy, thì người ta quay trở lại, một là đi thăm lại chiến trường xưa, hai là họ đi tìm những cái đồng hồ đội họ mà hiện nay là mất tích ở bên đất mình. Đấy, thì cũng rất là hay là có đồng chí Cường, trước đây cũng là bộ đội, nó là phiên dịch từ trước rồi. Đấy, sau đó chuyển về công ty du lịch Cao Bằng thì là anh ấy mới điện cho tôi, tức là có cái phái đoàn cựu binh Trung Quốc mà người ta trực tiếp đánh ở Khâu Chỉa, đánh ở đồi cao 24 ấy. Đấy, tiểu đoàn trưởng muốn gặp trực tiếp người cũng ở Khâu Chỉa, đánh nhau ở Khâu Chỉa.
Đấy, thế thì em biết anh ở Khâu Chỉa thì anh có tiếp xúc được không? Mình đầu tiên cũng hơi ngại. Đấy, vì sao nó là không ngại đâu anh ạ, nó cũng về đời thường rồi. Thì là hôm ấy là tôi ngó ra gặp họ. Thì là cũng cà phê, cũng tay bắt chân mừng là cũng như là người nhà với nhau thôi. Thế hàm huyên chuyện chiến đấu thì họ cũng hỏi. Thế tôi cũng nói với họ là nếu không sang đánh chiếm nước tôi ấy. Đấy. Thì tôi không đánh lại các ông. Đấy. Trung Quốc mà hào, nì hào, tức là tốt. Đấy, họ cũng biết. Hai nữa là họ cũng hỏi. Họ hỏi tức là ở Khâu Chỉa có hai sư đoàn à? Chứ là họ cũng không nắm được. Hai nữa có hàng tiểu đoàn pháo à? Ở trên nhìn đèo ấy. Chứ nó cũng không nắm được. Nên chính vì thế là nó không dám lên ấy. Có ba khẩu. Có hai khẩu H-22, hai khẩu DGB thì hết đạn rồi. Đấy, không bởi vì cái tác dụng của họ bắn rất chính xác. Hôm ấy là có đầu tiên là anh Doãn đại úy là anh chỉnh, anh ấy nằm tại cái chốt 300 thôi, anh chỉnh mà anh chỉnh thì tôi nhìn đường đạn nó bay, nó không vào địch mà nó bay đâu ấy, nó sang cây đa nó đi tít đằng kia đấy. Nhưng khi mà có một anh binh nhất người Hòa An tôi hỏi thì là chỉnh phát nào hoàn vào đấy, ông bắn cái đoàn xe của nó cháy ác quá ở thị trấn Hòa, nó ùn, nó bởi pháo nó ùn hàng 8-9 cái số ô tô với xe tăng anh chị ạ. Vâng. Nó có hàng đoàn bởi vì nó sang cái phà để nó sang cái đường sang Đông Khê. Đấy, nó sang phà nó tiếp, nó chạy sang Đông Khê, nó ùn ở cái phà này. Đấy, nó ùn cái phà, nó cũng sang, nó lỗ xe, nó cứ đoàn, cứ gồm cái pháo ông DKB mình bắn cháy ác. Đùa trên mỏm nó nhìn sướng lắm. Nhưng mà không biết cái cậu bây giờ còn lính 78. Đấy. Thế có tên anh có nhớ? Không nhớ, thì không hỏi đấy. Tên đâu, chỉ biết là nó ở mình ở nhầm ngũ nào mà em lính 78 người Hòa An đấy thôi. Đấy, ở nó là quân của tỉnh đội tăng cường. Đấy cậu ấy bắn hay đấy, bắn chính xác lắm. Mấy cái anh thường người Hải Dương bắn M79 ấy, nó có ba thằng nó nằm ở cái hộ H-22 mà tôi cũng tốn nhiều đạn, nhiều anh tốn đạn ấy. Cái mũi mình có 5-6 tay súng mà bắn vào nó lừa tôi, bắn đến nó tay mũ đi nhưng mà nó lừa mình. Vì sao có cái đơn vị có trung đội bộ binh nó lên tăng cường cho mình để nó đánh phản lại 244 chiếm lại. Tôi bảo tôi mới chỉ cho anh mà thường thì mà nó lấp vào trong cái lỗ như kìa. Thế mà anh ấy câu phát đúng lỗ. Thế có một cái hầm, cái ngách hào nó chui trong. Ông câu cũng vào, ông bắn chính xác rồi sao hy sinh ra ấy. Vì sao hỏi bảo hy sinh rồi. Anh Thường ấy. Anh Thường cũng phản công bắn M79 tốt thế chứ này. Vì sao tôi hỏi tìm lại thì anh bị thương, anh bị hy sinh rồi. Hôm ấy phản công lấy 24 anh bị hy sinh. Ấy bắn tốt lắm. Mới có cái anh Hải người cắm đường lúc cùng tôi, thì sau là đại tá ở quân khu 2 về rồi. Ông ấy bắn thì sau cái hộp đạn nó bị kẹp. Nhưng mà hộp đạn xe tăng nó kẹp thì cắt tút nó bẹp à. Thế bắn nhiều quá thế bảo với ông Phúc A trưởng, ôi Phúc ơi nó chết nhiều lắm mày ơi. Thế ông Phúc bảo chứ mày dừng để tao lên tao bắn một tí. Thế là ông Hải vừa đưa khẩu NK mà tới lấy của anh Khoa ấy. Đấy, ông Hải cũng đưa cho ông Phúc khẩu NK. Ông Phúc bảo để ta bắn một tí. Thế là Phúc lên bắn thì cắt tút bị kẹp. Ông Hải ông lắp cho đi kẹp thì là ông tiếp đạn cho. Thế vừa bắn một loạt bố phát rồi. Nó bắn tỉa. Nó bắn phát đúng chán. Thế là chết nhưng mà tay vẫn ở trong cò với. Dựa vào nhưng mà vẫn hướng về phía địch. Thế là ông ấy ngủ cùng chăn với mình, cùng màn với mình. Hai anh em ngủ bán mẹ quần áo đi chung nhau thôi mà. Hồi ấy chỉ bán để ăn để mua thuốc ấy. Thế là vừa bắn ở trên mâm pháo ông thông báo, chính viên ông thông báo em vừa khóc đấy. Thế mấy lúc nó địch nó không lên nữa, thế bắt đầu mình mới bỏ pháo mình vào thì anh ấy chết vẫn tư thế ở trong tay cò nằm. Mình mới đưa xuống cho giao thông hào nằm giao thông hào ấy đấy. Thì sau thì chúng nó bê đi, mình chẳng biết được đơn vị nó cũng bê đi đấy. Là lính vận tải lên nó bê không, đa số là đơn vị nhiều đơn vị nhiều nói nó đơn vị nó cứ bị thương là nó đưa đi có ông quay lên có ông chẳng thấy lên nữa, cũng khiếp, cũng bê đi xuống là xuống luôn. Dạ. Cũng là một cái mặt nhưng mà nó không chạy hẳn. Chính chỉ né cái chỗ khốc liệt thôi. Chính anh Tuấn là ở cái đơn vị của anh ấy, anh C-16. C-16 là xe hỏa lực cái gì, xe hỏa lực gọi xe hỏa lực C-16 D mấy. À, hay là trực không có dây e luôn. Luôn e luôn đúng không? Vâng. Chúng đoàn. Vâng. Như vậy là chúng ta vừa trải qua 12 ngày đêm Khâu Chỉa. Mặc dù người pháo thủ thì
thì không kể được một cách tuần tự và khoa học logic, nhưng tôi nghĩ là cái không khí của chiến trận thì nó hừng hực. Vâng, và chỉ có những người trực tiếp cầm súng thì mới có thể nói được như vậy. Thưa anh Tuấn, em được biết là khi trở về đời thường thì anh cũng là một người rất thành đạt. Và với một cái cách em gọi là lăn xả hết mình, lăn xả và hết mình, thì có lẽ là ngay trong cuộc sống anh cũng nhất định sẽ có thành công. Vâng, em muốn hỏi là anh vốn dĩ quê gốc ở đâu? Vâng, quê gốc thưa chị là quê gốc tôi, bố tôi thì lại người ở Vĩnh Yên, thị xã Vĩnh Yên. Đấy, bây giờ gọi là thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, trước là Vĩnh Phú. Còn mẹ tôi lại người ở Bát Tràng. Đấy, trước thời Pháp gọi là Bắc Ninh. Đấy, thì sau bố mẹ tôi là bố tôi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đấy, từ năm 40 là ông tham gia cách mạng rồi. Thì sau đó thì ông ấy về được điều về làm cán bộ thông tin tuyên truyền ở tỉnh Yên Bái, thế là gia đình tôi lập nghiệp ở Yên Bái. Thế khi đi với bộ đội là tôi cũng đi từ Yên Bái đi. Vâng. Thế vừa sao bây giờ anh lại chọn Cao Bằng? Vâng, vì cái cũng là cái duyên. Thế khi mà tôi sống ở Cao Bằng một thời gian thì sống và chiến đấu học tập ở Cao Bằng thì có yêu một cô bé. Đấy, thế cuối cùng là thành duyên thì lại thành vợ, thành chồng. Thế thì trước khi mà tôi lấy cô đó thì mới được học sinh lớp 9 đấy mà. Thế khi mà đưa về Yên Bái thì tôi làm bên thanh tra, cũng sau đó chuyển cho thủy Yên Bái ở ban tuyên giáo. Thế quá trình thì nhớ Cao Bằng, mình cũng sống cơm Cao Bằng nhiều mà tí cũng chết ở Cao Bằng, thì là vợ tôi mới bảo thôi đi về Cao Bằng sống, thì tôi lại rời lên Cao Bằng ở. Và tôi làm ở bên chuyển ngành về ban bên thương nghiệp Cao Bằng, tức là ở ban hợp tác xã mua bán. Đến năm 92 thì tôi nghỉ chế độ 162. Đấy, về một cục. Đấy, trong quá trình đó thì khi về thì tôi lại thành lập doanh nghiệp. Đấy, chuyên gia chuyên tham gia, tức là làm đường giao thông, rồi làm hồ, làm đập, rồi làm tham gia chiến dịch làm cột mốc biên giới. Đấy. Thế trong cái quá trình mà khi mà về thì cũng là thương binh ấy, chứ vẫn duy trì phát huy bản chất như bác nói rồi, thương binh tàn ung phế, thì mọi công việc làm thì cũng có uy tín. Hàng năm thì trước đây tôi cũng làm từ thiện, từ thiện tương đối nhiều, một năm là 100-200 triệu từ thiện cho hoàn cảnh khó khăn. Mà cái doanh nghiệp tôi cũng thu nạp hàng đến 400 con em độc cựu chiến binh về làm doanh nghiệp. Doanh nghiệp chuyên tạo điều kiện cho con em làm xây được nhà, xây được cửa. Như đồng đội tôi cũng thế, tôi có mấy đồng chí sạch cũng lên đây cũng làm được nhà. Khi tôi về thấy hoàn cảnh quá lên cũng làm cho tôi, thì tôi giúp đỡ cũng làm được nhà xây dựng rất đoan hoàng. Đấy, nhiều đồng đội tôi cũng lên làm với tôi. Đấy, chiến đấu xong rồi về đời thường thì cũng lại lên, tôi về Yên Bái thấy các anh em hoàn cảnh quá, tôi rủ lên làm với tôi. Đấy, thì là nhìn trên mức lương là cũng đủ cho anh em thoải mái để làm, để bây công giờ, nhận thế thôi. Bây giờ anh còn làm doanh nghiệp nữa không? Do là cái suy thoái là tôi cũng dừng rồi. Dạ. Trong quá trình đó thì về đời thường thì cũng được đi toàn quốc 3 lần. Đấy, một lần ở Bến Tre, một lần ở Đà Nẵng, một lần ở đi báo cáo cựu chiến binh làm kinh tế giỏi toàn quốc tổ chức tại Hà Nội, thì cũng được vinh dự. Sau 3 tỉnh thành thì mỗi tỉnh được một đồng chí vào trong phủ chủ tịch, đồng chí Trương Xuân Sang tiếp đón trong phủ chủ tịch ấy. Đấy, thì đến năm bao nhiêu thì cũng được lần đầu tiên là 121 doanh nhân làm theo lời bác, mà kia tôi cũng được một cái doanh nhân do chính phủ cũng công nhận là 121 doanh nhân làm theo lời bác. Câu chuyện của anh về cái quãng doanh nghiệp, tức là cái quãng thời gian làm doanh nghiệp thì dài. Vâng. So với cái cuộc chiến đấu thời gian dài hơn nhiều. Dài hơn rất nhiều. Vâng. Nhưng mà rõ ràng là cái mà anh kể về cái kia thì nó vẫn hừng hực. Vâng. Vâng. Và trong cái sau này của anh, em có nghe đến một cái này và em cũng muốn anh chia sẻ thêm. Đó chính là cái làm cột mốc. Vâng. Ý của anh là như thế nào ạ? Mình vâng. Xây dựng cột mốc à? Vâng, xây dựng cột mốc ấy. Vâng. Mà khi mà doanh nghiệp được người ta thuê để cắm mốc ấy, thì tôi cũng là người đầu tiên cắm cái 936/2 là cái cục hòa, cái quốc huy. Vì trong 6 tỉnh biên giới thì 4 tỉnh được cái mốc quốc huy giữa Việt Nam và Trung Quốc ấy, quốc huy gắn ở trên cột mốc.
chúng con có toàn các mốc khác không có đâu. À. Đấy, mốc là mốc năm tạ. Đấy, mốc đại gọi mốc đại, tức là 6 tỉnh nhưng được 4 tỉnh có mốc quốc quy. Trung Quốc nó cũng thế thôi. Vâng. Nó chỉ thế được 4 cái. Quy định mốc chính ấy. Và mốc chính ấy. Vâng. Đấy. Vâng. Thì là gắn quốc quy thì đơn vị tôi tham gia thì tôi tham gia là doanh nghiệp tôi cắm được 115 mốc. Đấy, trong đó có điển hình là mốc quốc quy là ở Phục Hòa, và cái cuối cùng là cái tôi cắm là 14 tháng 2 năm 2008 ấy, là cùng ngày với cái mốc ở Bắc Luân là Thác Bản Dốc, là chính cũng bản cũng là chính tay chúng tôi cắm. Đấy, đơn vị chúng tôi cắm là Thác Bản Dốc là 14 tháng 2 năm 2008. Khi mà thi công cái bản... thi công vất vả lắm chị ơi. Thi công nhiều cũng cái núi đá nó cao. Nó cao chót vót ra. Đấy, nó cho vót vẫn phải mang mốc lên. Đấy, khênh mốc lên rồi là qua sông. Lắm lúc có đoạn phải qua sông mà nó như cái đảo ấy, lại phải đưa lên mảng qua sông dìu, chỉ sợ nó lật xuống thôi. Cũng khiếp lắm. Làm cái phân giới gấp mốc là đúng là vất vả đấy. Nhưng mà vẫn phải đảm bảo. Đấy, đảm bảo mà nó, cái quy định giữa Việt Nam Trung Quốc nó chặt lắm cái cống mốc ấy. Vì người ta đo từng tí một. Đấy, đặt ly bô rồi là định hướng rồi mỗi cái cắm xong là người ta VGS luôn lên trời luôn. Đấy, trong cái định vị luôn đấy. Dạ. Quá trình xây dựng nó thế. Ý của em muốn hỏi là tức là cái khác biệt giữa khi mà mình xây dựng cái cột mốc với những cái công trình khác ấy, thì ngoài những cái khó khăn về kỹ thuật thi công như anh vừa chia sẻ thì nó còn có những cái gì nó đặc biệt hơn không? À, cái nó đặc biệt cái là tức là nó đòi hỏi cái độ chính xác, tức là phải được sự nhất trí của nhóm phân giới bên Trung Quốc và nhóm phân giới bên mình. Đấy, nó cắm thì nhóm mình cũng phải sang nó để định vị. Yeah. Mà hôm mình cắm nó cũng phải sang cái mình để định vị, tức là hai bên nó thống nhất rất chặt chẽ, nhưng mà lệch một tí cũng được, còn dọc sông tính theo phân thủy. Đấy, cái mộ tức là như ở Thác Bản Dốc là 836/2. Đấy, trên đỉnh nó cũng có một cái, nó đối xứng hết, đối xứng phân thủy. Vâng. Tức là cái độ bền vững của cột mốc ấy. Ôi, độ bền vững, tức là ta tính cái nguyên cái Thác Bản Dốc trong cái bản thiết kế của bộ ấy. Dạ. Đấy, của bộ xây dựng ấy. Dạ. Là nó có tức là hàng trăm năm cái mức nước nó không thể lên được nữa. Nên mà khi bọn tôi đào trong thiết kế là nó có 4 mét thôi. Ừ. Nhưng khi đào xuống cát để báo và cáo về bộ, người ta yêu cầu tức là xuống đến 8 mét. 8 mét là đổ bê tông ở dưới đáy và dựng sắt 32 với 34 tức là dưới đáy lên. Đấy, từ dưới đáy 8 mét mà đổ bê tông lên. Lên ở trên thì trong cái chốt toàn bộ là đá ca lít hết. Tức là người ta khoan một cái lỗ sẵn rồi. Yeah. Mình đút cái phi 34 xuyên qua này. Nó vào nhổ con mốc là không nhổ được. Nói không nhổ được, không đập được đâu. Đập vỡ thì đập được, chứ còn để nhổ cột mốc di chuyển. Cột mốc như trước năm 79 thì không di chuyển được. Vì chuyên nhiệm cái mốc thời Pháp thì nó chỉ là cái hòn đá thôi. Hòn đá người ta chạm vào chữ nho thời xưa thôi. Thì cái thì nó bề dễ, nó đào được. Chứ còn cái mốc này không đào được. Bảo di chuyển mốc bây giờ chỉ bậy, không di chuyển được. Kể cả mốc tiểu. Làm chắc lắm, rằng sắt rất nhiều, đan bê tông ở dưới rất nhiều. Không thể, nó đòi kỹ thuật rất cao. Đấy, mốc của họ xấu hơn mốc của Việt Nam mình. Mốc chúng tôi xấu lắm. Nó mỏng. Tức là cái trọng lượng của nó là mốc tiểu của mình là 290 cân. Đấy, còn mốc đại là 500. Đấy, chị thấy là 500 cân mà vận chuyển lên chỗ cao rồi vất vả lắm. Nó anh ơi, nó sâu, nó phải sâu như thế thì mà em thấy cái cột mốc của mình ở biên giới ấy, thì nó ở những cái vị trí nói chung là cũng trùng điệp lắm. Không, nó chung nó càng giả dụ như là ở sông ấy. Dạ. Ở sông nó nhiều cua thì lại nhiều mốc, càng dày mốc. Vâng. Đấy. Thế thì cái nó yêu cầu như thế thì mình làm thì nó vất vả. Vất vả chứ, phải là làm vất vả. Người ta đến, tức là khi mình nhận ấy thì là bên phân giới của mình ta lấy người ta giao cái tiêu giữa đây này. Dạ. Giữa đây thì mình khắc răng ra. Dạ. Mình đo chuẩn thì mình mới hướng. Khi cắm người ta đến để cột mốc lên đến trên bệ. Đợi đấy Trung Quốc nó đến với mình, đến bắt đầu nó mới cho dựng cộng mốc xuống. Nè. Xong nó còn chỉnh. Nó chỉnh nhiều, lấy máy nó chỉnh cũng công phu lắm. Đấy. Thế nó đồng ý mới được. Mình có phải có một cái biện pháp đặc biệt nào để thi công không? Như ở núi ở cái chỗ đá ấy, hay là như cái toàn bộ cho nổ phép nổ mìn 24/24. À, đấy. Tức là hai bên thống nhất, kể cả biên phòng mình với nó. Tức nổ 24/24 cả ngày cả đêm cho nó kịp tiến độ. Ừ. Hoặc là có cờ, như đây cờ tôi để đây. Tức là
cắm cho ô tô mình chở mốc đi bất kể cái gì quá tốc độ canh giữ cũng không làm gì được, bởi vì tức là chính phủ quy định rồi để cho kịp tiến độ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đấy, ngay cái mốc của họa thế thôi, họ đã dựng rồi mình bắt đầu mới khởi công, nhưng mà mình vẫn kịp đấy. Tức là khó, yêu cầu cao. Khó cao đấy. Vâng, thời gian thì ngắn. Đúng. Nhưng mà vẫn phải hoàn thành. Vẫn phải hoàn thành. Đấy, ngay như Phục Hòa tôi đưa 90 công nhân vào, làm ngày làm đêm nhé, mà 16 cái ô tô chở đá chứ không ít đâu. Chở đá, chở cát, trong là đổ cát, xây ngoài nhưng trong toàn bộ là cốt cát hết ấy. Cái Phục Hòa ấy. Đấy, xong còn lát. Vâng, rất là cảm ơn anh. Vâng. Chúng ta vừa nghe, tôi nghĩ rằng cái câu chuyện để bảo vệ biên giới và câu chuyện xây dựng cột mốc rất là thú vị. Vâng, đúng không ạ? Và em cũng hy vọng rằng qua anh thì Win-Win Việt Nam sẽ được tiếp cận với những người đồng đội của anh. Vâng. Mà em biết là hiện nay đang sống ở Cao Bằng, dù quê không ở Cao Bằng. Vâng, làm dâu ở đây thôi ạ. Vâng, làm dâu. Tôi cứ nói đùa làm dâu ở đây thôi. Vâng. 5, 6, 7 làm dâu tương đối nhiều. Vâng. Vâng. Thì em cũng rất là hy vọng là anh sẽ tiếp tục giới thiệu để Win-Win Vâng. Việt Nam có những nhân vật mới. Vâng. Với những cái góc tham gia vào cuộc chiến cũng như là những cái cuộc sống sinh hoạt đời thường của họ bây giờ. Vâng. Và buổi chương trình của anh em chúng tôi thì đến đây tạm dừng lại. Quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dấu chân của những người chiến sĩ cùng với Win-Win Việt Nam trên đèo Khao Chỉa, một cái đèo bây giờ có lẽ nó sẽ trở thành một cái nơi du lịch, và đến với những cái nơi khác mà chúng ta đã biết qua những cái câu chuyện của cựu chiến binh hay là bài viết của tác giả Thái Long. Chương trình của chúng ta sẽ tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Em cảm ơn anh. Vâng. À, anh có muốn gặp những người mà anh đang còn cần tìm ấy, anh nói trên này. Họ xem đấy. Vâng. À, thế. Dạ. Vâng. Tôi cũng mong muốn qua Win Việt Nam ấy cho tôi được phép, tức là rất tha thiết muốn tìm lại anh Nguyễn Cương. Tôi chỉ biết anh là quê ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Một người cán bộ rất dũng cảm cũng như là rất rất tốt tình cảm đối với các chiến sĩ như chúng tôi. Để qua Uy Việt Nam cũng mong bạn nào biết được anh Cương, Nguyễn Cương ở Kỳ Anh thì cũng thông báo cho tôi biết, hoặc là qua chị Hải Yến để chúng tôi có dịp gặp mặt. Trân trọng cảm ơn. Như vậy là bây giờ anh Cương là vẫn chưa có hả anh? Chưa có, không tìm được. Dạ. À, tôi được biết là trung đoàn 567 có những cái ban liên lạc ở một số cái tỉnh thành mà họ tập trung đông. Tuy nhiên thì cũng có những cái nơi đơn lẻ thì chưa có được ban liên lạc. Thì có lẽ là những cựu chiến binh của 567 từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, từng chiến đấu tại mặt trận Cao Bằng thì có thể là sẽ liên lạc với trung đoàn 567 theo cái điện thoại của ban liên lạc trung đoàn mà chúng tôi sẽ ghi ngay ở bên dưới của video này. Anh Tuấn đọc cái điện thoại của anh, liên lạc thẳng luôn với anh. Nếu tìm được thì báo số máy cho tôi là 091 4365 272. Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn chị.